Hàng nghìn chú cá hồi đang bơi kín sông tại Alaska, không ai dám bắt. Điều gì đang xảy ra? Cảnh tượng đáng kinh ngạc của một đàn chim rẻ nước, giống như đàn khiêu vũ. Một con đường phố sụp đổ, bùng phát ra ngọn lửa khiến ai nấy đều kinh ngạc. Video chú hải cẩu ôm thợ lặn ngoan ngoãn gãy cằm thu hút 180.000 lượt thích. Hiện tượng nước màu đỏ như máu. Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên một bãi biển ở Sampu, Indonesia, khiến khách du lịch và người dân địa phương hoảng hốt. Chỉ trong phút chốc, nước biển biến mất. Cô gái giả chết nằm bất động trên đất. Con sóng hóa thạch khổng lồ còn già hơn cả khủng long. Cuối bản tin, hãy cùng TCT chiêm ngưỡng cảnh tượng một đoàn ong vò vẽ đỏ đang thưởng thức nước ở một địa điểm trên sa mạc Namibia. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay có những hiện tượng siêu nhiên, siêu lạ lùng ở khắp nơi trên thế giới mà trông chúng không khác gì cảnh tượng trong những bộ phim bom tấn. Nhiều người gọi là những cảnh tượng trước tai họa. Trải qua năm tháng lịch sử, chứng kiến bao nhiêu đổi thay, thế giới quanh ta cũng luôn tồn tại nhiều điều thú vị và huyền bí, khiến chúng ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mang lại nhiều khám phá kỳ bí đối với khoa học cũng như cho nhân loại ngày nay. Xin mời quý vị hãy cùng khám phá ngay sau đây. Kỳ lạ, cá hồi bơi kín sông không ai dám bắt. Trong video có thể thấy hàng nghìn chú cá hồi đang bơi kín sông tại Alaska. Vào tháng 7 hàng năm, sông Hilulup tại Dutch Harbor lại đặt kín những chú cá hồi hồng. Một đoạn sông ngắn có tới hàng ngàn con cá hồi hồng bơi lội chen chúc, tạo nên một cảnh tượng kỳ thú. Cá hồi là một đặc sản nức tiếng của Alaska. Hàng năm, khách du lịch từ khắp nơi kéo đến tiểu bang được mệnh danh là tiền đồn cuối cùng của nước Mỹ để tham gia những chuyến đi câu cá hồi thể thao. Nhưng tại sao trên đoạn sông dày đặc cá hồi này lại không có lấy một bóng người tới bắt cá? Đó chính là bởi những chú cá hồi này đang trong quá trình đẻ trứng và giao phối. Và tại Alaska, đánh bắt cá hồi trong giai đoạn này là bất hợp pháp. Anh Dân Nguyễn, một người dân địa phương cho biết, nói chung là người ta không cho bắt ở đây, câu ngoài cửa sông kia thì được, vô đây chỉ nhìn chơi vậy thôi. Từ tháng 7 tới tháng 11 là mùa sinh sản của cá hồi Alaska. Cá hồi thường chọn những con sông nhỏ gần bờ biển để đẻ trứng. Thông thường những con cá hồi hồng không di chuyển quá xa 40 dặm để đẻ trứng. Thế nhưng, cá hồi hồng Alaska lại thường bơi một quãng đường dài hơn nhiều để thực hiện thiên chức của mình. Anh Dân Nguyễn còn chia sẻ thêm, khoảng tháng 8 chúng vô đây đẻ xong rồi chết, bắt đầu chết dài dài rồi đây này. Bên cạnh lệnh cấm của chính quyền, một trong những nguyên nhân khiến người dân địa phương không mặn mà với cá hồi trong mùa sinh sản, đó là bởi chất lượng thịt. Cá hồi không ăn trong suốt quãng đường di chuyển từ biển tới địa điểm đẻ trứng và giao phối. Lúc này, lượng mỡ tích trữ trong cơ thể sẽ được cá hồi sử dụng hết, khiến thịt cá không còn độ béo nữa. Ngay khi hoàn thành nghĩa vụ duy trì nòi giống, cá hồi sẽ kiệt sức và chết. Ngoài ra, cá hồi trưởng thành khi rời khỏi môi trường nước mặn quen thuộc sẽ dễ bị các loại vi khuẩn nước ngọt tại các sông tấn công, dẫn tới tình trạng da lở loét và thịt bị nhiễm khuẩn có thể gây hại cho người nếu ăn phải. Đó chính là những lý do vì sao du khách đến Alaska có thể dễ dàng bắt gặp những cảnh tượng kỳ thú như thế này, cá đầy sông mà không ai bắt trong mùa sinh sản của cá hồi. Con đường bùng nổ. Một video lan truyền cho thấy một con đường phố sụp đổ bùng phát ra ngọn lửa. Trong video có thể nhìn thấy, ở giữa đoạn đường vẫn tiếp tục phát ra tiếng nổ làm sập đường phố, kèm theo là ngọn lửa bốc cháy liên tục. Sau khi video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đã gây xôn xao. Không có lời giải thích dễ dàng cho những gì đã xảy ra trong video, điều này cũng đã thu hút sự chú ý của cư dân trong khu vực Genesis. Một số người chứng kiến sự việc đã cố gắng ghi lại khoảnh khắc. Tuy nhiên, hiện tượng này đến nay không ai biết chính xác nguyên nhân xảy ra sự cố. Còn quý vị có suy đoán gì về hiện tượng kỳ lạ này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng được biết. Nước biển biến mất đột ngột chỉ sau một đêm, điềm báo gì sắp xảy ra? Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra trên một bãi biển ở Sampu, Indonesia, khiến khách du lịch và người dân địa phương hoảng hốt. Chỉ trong phút chốc, biển biến mất. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, tại bãi biển Sampu nằm ở Bangka Belitung, hàng chục người đứng nhìn nước biển rút bất ngờ, để lại bãi cát trắng và một số hố nơi nước đọng lại.
Các nhân chứng chỉ ra rằng sự kiện diễn ra quá nhanh, đến nỗi ngay cả những chiếc thuyền đánh cá cũng bị mắc cạn trên bãi cát. Trong video, có thể thấy một số người dân và ngư dân đang mải miết trông ra biển với tình trạng biển khô cạn. Cũng thấy một số ghe hay cano của ngư dân bị mắc cạn dưới đáy biển. Mức độ lan truyền của đoạn video trên các trang mạng xã hội khiến nhiều cư dân mạng cho rằng hiện tượng này là dấu hiệu của thảm họa thiên nhiên, giống như dấu hiệu của sóng thần sắp diễn ra. Cảnh tượng xoay tròn của chim rẻ nước khi kiếm ăn. Gần đây, một video được đăng tải trên các trang mạng xã hội cho thấy cảnh tượng một đàn chim rẻ nước giống như đặc hiểu vũ. Trên thực tế, đây là cảnh đàn chim đang săn mồi. Hàng năm vào mùa cuối hè, chim rẻ nước di cư để thể hiện một màn trình diễn đáng kinh ngạc, khi những đàn chim khổng lồ tích tụ trên các hồ nước mặn ở phương Tây. Ở đó, chúng quay vòng tròn trong vùng nước giàu chất dinh dưỡng, tạo ra các xoáy nước khuấy động các động vật không xương sống. Bằng cách mổ vào mặt nước, chúng sẽ vớ được con mồi nằm trong những giọt nước nhỏ. Người ta cho rằng loài chim rẻ nước có thói quen quay nhanh trên mặt nước tạo ra xoáy nước và dùng mỏ ăn con mồi lọt vào xoáy nước. Nói cách khác, xoáy tròn là chiến lược đưa con mồi từ vùng nước sâu lên trên mặt nước của chúng. Hiện tượng nước màu đỏ như máu. Một thời gian trước đây, một video được đăng tải trên các trang mạng truyền thông. Hiện tượng cảnh ngập lụt với dòng nước màu đỏ xảy ra tại khu vực Pekalongan, Trung Java, Indonesia. Trong video tải lên có thể thấy, đường phố ngập lụt với một khối lượng nước không quá lớn, chỉ cao bằng mắt cá chân. Được biết, hiện tượng lũ lụt khủng khiếp có màu đỏ như máu khiến người dân kinh ngạc và là chủ đề chấn động được bàn tán của thị trấn trong thời gian qua. Người ta hỏi rằng, chất thải nào khiến dòng nước lũ chuyển qua màu đỏ như vậy? Hiện tượng nước màu đỏ nghi ngờ gây ra bởi thuốc nhuộm batik hoặc chất thải hóa học trộn với nước lụt tạo ra hiện tượng này. Và cho đến nay, nguyên nhân của sự việc vẫn chưa được tìm ra. Cô gái giả chết nằm bất động trên đất. Một du khách tại công viên quốc gia Yellowstone đã phải giả vờ như sắp chết nằm bất động trên đất để tránh bị tấn công bởi một con bò rừng. Đoạn video cho thấy hai du khách đến quá gần một vài con bò rừng và đã phản ứng rất bất ngờ trước trò đùa này. Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Người đàn ông nhanh nhẹn hơn, nhưng người phụ nữ đã vấp phải vài giây sau đó. Cô ấy bị bỏ lại nằm bất động khiến con bò rừng cũng dừng lại. Những du khách khác của công viên đã hét và khuyên cô ấy nằm xuống để giả vờ chết. Chú bò cảm thấy bối rối và cuối cùng cũng rút lui. Đó là một phép màu khi người phụ nữ thoát khỏi sự tấn công của một con bò rừng mạnh mẽ như vậy. Con sóng hóa thạch khổng lồ còn già hơn cả khủng long. Bạn đã thấy băng sóng bằng tuyết, vậy bạn đã thấy ngọn sóng nào hình thành cách đây hàng triệu năm hay chưa? Có một điều bất ngờ dành cho bạn, con sóng này có tên là sóng đá, tảng đá sóng vỗ. Nó cao 15m và dài 110m, hình thành từ đá granite, cách đây 2,63 tỷ năm, rất lâu trước khi khủng long có mặt trên trái đất. Hình dáng kỳ lạ của nó đến từ hai quá trình chính, phong hóa và xói mòn.
Các sọc màu đỏ, vàng và xám được hình thành từ các loại hóa chất tự nhiên chưa bị rửa trôi. Tảng đá sóng vỗ có hình dáng và màu sắc rất sống động. Video chú hải cẩu ôm thợ lặn ngoan ngoãn gãy cằm thu hút 180.000 lượt thích. Một đoạn video cho thấy một người đàn ông và một con hải cẩu đang chơi đùa vui vẻ với nhau ở dưới nước. Thợ lặn Ben Burview thường chia sẻ những video lặn hàng ngày. Anh đã tham gia các hoạt động dưới nước hơn 20 năm. Trong video có thể thấy, anh đang tương tác thân mật với hải cẩu xám. Anh vươn tay phải vuốt cằm hải cẩu xám, tay trái sờ soạng vào gương. Hải cẩu xám trông rất vui vẻ, như thể nhìn thấy người bạn cũ của mình đến, và liên tục chạm nhẹ vào đầu anh, thậm chí còn ôm lấy tay phải của anh bằng chân trước. Hải cẩu xám là một trong những loài chính trong họ hải cẩu, được phân bố chủ yếu dọc theo bờ biển Bắc Đại Tây Dương. Chúng là một loài hải cẩu lớn trong họ hải cẩu và là thành viên duy nhất của chi hải cẩu xám. Sau khi Ben Burview chia sẻ lên YouTube cá nhân, chuyên chụp ảnh sinh vật biển ở vùng biển nước Anh, đặc biệt là cá heo và hải cẩu. Đoạn video đã thu hút rất nhiều cư dân mạng trên khắp thế giới với nhiều phản hồi. Nếu có một con cá mập phía sau bạn, nó sẽ chuyển từ ấm áp sang kinh tởm. Một cư dân mạng Nhật Bản chia sẻ, không có gì kỳ lạ khi hải cẩu còn được gọi là chó biển. Cư dân mạng Thái Lan chia sẻ, ở Thái Lan chúng tôi đều gọi hải cẩu là mèo biển. Cuối bản tin, hãy cùng TCT chiêm ngưỡng cảnh tượng một đàn ong vỏ vẽ đỏ đang thưởng thức nước ở một địa điểm trên sa mạc Namibia. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục khám phá hôm nay của chúng tôi. Quý vị có nhìn nhận như thế nào về chương trình hôm nay? Hãy để lại ý kiến của quý vị trong phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng đàm luận. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình khám phá tiếp theo.